Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Realgi mình. Hôm nay là ngày bất ổn anh em ạ. Ngày nghỉ lễ đầu tiên nó hơi bất ổn một tí. Sờ vào cái gì trong game nó cũng vấn đề. Đấy, sáng thì cái vụ càng ít càng nhiều. Đấy, sáng vụ càng ít càng nhiều này nó lại càng nhiều càng ít. Đấy, là nó gặp cái vấn đề về nạp ở trên trang nạp thẻ.vn ấy. Thì anh em nào mà bị dính cái vụ mà QR code ở trên quét mã QR trên đấy mà chưa được ấy, thì bên Anna Free Fire đã có thông báo trên trang chủ là về vấn đề đền bù về cái đấy rồi. Đấy, thì cái này nói chung là cũng không phải vấn đề gì lớn. Vấn đề thứ hai là đến quả đại chiến Mỹ vị anh em ạ. Đấy, đầu tiên thì nhiều anh em bảo là thế cái phần đăng nhập 29 tháng 4 này nó có cái gì? Thật ra nó không có cái gì cả. Thật ra đây là một cái nút có sẵn ở trên cái trang này thôi, nhưng mà bởi vì bên Anna Free Fire ấy, cái phần quà khẩu vector ấy, đáng lẽ là quà đăng nhập là khẩu vector ấy, thì họ chuyển sang cái dạng đăng nhập 3 ngày trong một sự kiện riêng. Thế là đâm ra là trong cái nút 29 tháng 4 này nó không có gì cả. Thế sáng một số bạn có nhắn hỏi cho tôi là ở đây nó có cái quà gì à chú Ri, thì nó không có quà gì cả. Thế nên anh em cứ bỏ qua cái đăng nhập này nhá. Đấy, anh em cứ bỏ qua cái phần đăng nhập về thôi. Đấy. Ok, tiếp theo thì hôm nay cái đại chiến Mỹ vị này sẽ nhân đôi cái số lượng huy hiệu mà chúng ta nhận được. Nhưng mà hiện tại thì khi mà bấm vào ấy thì nó sẽ ghi là website đang bảo trì. Thì lý do vì sao website đang bảo trì là vì sáng nay nó có cái vụ là nó gửi cái huy hiệu nó bị lỗi. Không phải gửi huy hiệu bị lỗi mà gửi cái quà của cái sự kiện hội nhóm chiến nó bị lỗi. Sáng nay thì cái sự kiện nó đã chạy rồi. Đấy, và có nó chia ra các cái cặp thi đấu. Ví dụ team trà sữa sẽ đấu với team team trà sữa như đấu với team trái cây lắc, còn team xiên que sẽ đấu với team bánh trắng trộn. Đấy, thì bên nào mà thắng ấy sẽ được 5 triệu điểm. Nhưng mà hiện tại tất cả sự kiện này đều không thể truy cập được. Và các nhiệm vụ bắt đầu từ hôm nay thì cũng sẽ được nhân đôi về số lượng huy hiệu mà chúng ta được nhận. Nói chung là anh em cứ đợi đến cuối sự kiện, anh em xem được bao nhiêu huy hiệu thì anh em đổi quà. Đấy, anh em được bao huy hiệu thì anh em đổi quà. Đấy, nói chung là cái trang web mà nó đang bảo trì thì tôi có gọi điện, tôi có nhắn tin với cả một ông chú làm bên Gaina. Thì bảo là cái đấy sẽ sửa sớm thôi, cái đấy nó không phải vấn đề quá kinh khủng, thì cũng sẽ sửa sớm thôi. Đấy. Đấy, ok. Đấy, đây. À, cái này là sự kiện gọi bạn trở lại cùng nhận quá chất. Đấy, thì cái này thì mình cũng được anh em hỗ trợ. Rất cảm ơn các bạn nào mà đã nhập cái ID của Riaki vào cái nick kêu gọi bạn trở lại của bạn. Đấy, cảm ơn các bạn nha. Yêu lắm luôn ấy. 7 bạn ấy yêu lắm luôn ấy. Yêu luôn. Đấy, không ngờ là đến bây giờ các bạn vẫn hỗ trợ mình về cái vấn đề này. Đấy, thì gọi bạn trở lại này thì mình đã nhận được đó là cái bom keo hình con thật lằn. Đấy, bom keo rồng xa lánh xanh lá rồi. Đấy, ảo ma chưa. Đấy, về cái vụ mà sáng nay ấy, một số anh em mà có gửi cái ba lô gửi nhận cái ba lô rồng cute ấy, thì cái ba lô đấy dành cho các cái phe mà sáng nay hình như đa số các phe đều đã nhận được cái mốc rồng cute rồi. Đấy, nhưng mà khi mà một số các bạn nhận cái ba lô rồng cute đó thì nó không trả về cái ba lô rồng cute mà nó lại trả về 300 vàng. Đấy, khi mà chúng ta bấm vào trong cái phần nhận quà thì thay vì là nó cho chúng ta cái quà thì cái thư gửi về nó lại là một cái thư trống. Đấy, thư nó không có gì cả. Đấy, ảo ma kala không. Và chúng ta nhận được 300 vàng. Đấy, thì sáng nay anh em kêu gào này rất là nhiều. Thì chính vì cái vấn đề này mà bên Anna Free Fire họ đã đóng cái website để họ bảo trì. Và chắc là đến tầm chiều này sẽ sửa xong. Đấy, chiều nay sẽ sửa xong thôi. Thế nên anh em cứ yên tâm. Đấy, còn những cái bạn nào mà chưa nhận được thì rồi sẽ nhận được. Bên Anna sẽ đền bù. Anh em cứ sồn lên. Đấy, tôi thấy là trong cái video sáng này của tôi anh em comment vào nhiều vãi nồi. Đấy, comment vào nhiều vãi nồi. À, các anh em cứ sồn lên, căng đét là khẽ là lẹt luôn. Đấy, căng đét là khẽ là lẹt luôn. Thì anh em cứ bình tĩnh nhá, bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng. Đấy, trong lúc mà chờ mấy cái phần thưởng ấy nó về thì anh em có thể ghé qua đó là Riaki Store HN. Đây là bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi các tựa game trên di động. À, nó tốt hơn. Bên cạnh đó ấy, thì khi mà anh em mua tai nghe ở đây thì anh em sẽ có những cái voucher đặc biệt trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ngoài ra thì mua một tai nghe vẫn tặng ngay một mini Lego, mua một quà tản nhiệt tặng ngay bao tay Memo nha anh em nhá. Đừng quên đường link tham khảo mình để trong phần mô tả dưới phần comment. Ok, và độc quyền, độc quyền đó chính là Alok thức T.
tỉnh, đỡ đi anh em. Và đây là một cái mà mình mới phát hiện ra. Làm sao tôi phát hiện ra, còn lâu tôi mới nói. Và tôi tự tin tôi là một trong những người đầu tiên trên thế giới này hé lộ về Alok thức tỉnh. Thì đây sẽ là Alok thức tỉnh sắp ra mắt trong Anafify ở trong thời gian tới nha anh em nhá. Đấy, trông ngoại hình rất ngầu, chúng ta sẽ có một cái bộ trang phục trông nó gọi là khá chiến đến từ Alok. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ có đó là cái tóc kiểu được nhuộm lại rơm rơm, xong rồi quả kính 7 màu đến từ Alok và một kỹ năng thức tỉnh hoàn toàn mới dành cho Alok. Chất không anh em? Chất lừ con cá ngừ luôn, và gọi là quá chất, chất như đội bán được cất. Đỉnh của chop, chọc của đỉnh luôn. Đấy, thì hiện tại thì mình cũng chưa biết là kỹ năng thức tỉnh của Alok sẽ là gì. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem là kỹ năng thức tỉnh của Alok sẽ là gì nha các bạn. Comment luôn cái dự đoán của bạn vào kỹ năng thức tỉnh của Alok. Và đây sẽ là nhân vật có chủ động đầu tiên. Đấy, nhân vật kỹ năng chủ động đầu tiên mà có cho mình thức tỉnh. Đây, thì đây chính là Alok đây. Đấy, sao anh em thấy chưa? Và Alok thức tỉnh trông ngầu chưa? Trông bá cháy bộ chét chưa? Bộ trang phục quá đẹp luôn. Bộ trang phục và cái tóc và cái kính quá đẹp luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Thì mình dự đoán ấy là cái kỹ năng của Alok thì hiện tại bên Anafify họ đã giảm cái lượng máu mà Alok nhận được thông qua cái bơm máu rồi. Đấy, và tuy nhiên thì giảm chút cooldown, vậy thì Alok sẽ có thể tăng thêm gì nữa? Thì mình nghĩ rằng là về tốc độ chạy và về tăng máu ấy thì có lẽ kỹ năng Alok thức tỉnh thì không tăng thêm đâu. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là khi mà thức tỉnh thêm thì Alok có thể tăng thêm sát thương này, hoặc là tăng thêm cái phần giảm sát thương nhận phải. Đấy, hoặc là có thể là Alok sẽ được tăng thêm gọi là độ chính xác, sẽ tăng thêm một cái chỉ số gì đấy khác ngoài cái chỉ số đó là hồi máu cũng như tăng tốc độ chạy. Tại vì thực ra hồi máu và tăng tốc độ chạy bây giờ ấy, nếu như ở bên Anafify họ thêm vào cho Alok thức tỉnh ấy thì nó sẽ khiến cho Alok trở nên quá mạnh. Đấy, đợt trước cái tốc độ chạy và cái hồi máu Alok đã là tương đối mạnh rồi, và bên Ana thậm chí họ phải giảm sức mạnh của cái đấy của Alok đi rồi, thì bây giờ ấy Alok thức tỉnh thì có thể là sẽ tăng một cái chỉ số khác. Đấy, có thể sẽ tăng chỉ số khác. Cái kỹ năng của Alok thức tỉnh thì nó sẽ tôi nghĩ là nó sẽ cộng thêm một cái gì đó. Đấy, nó sẽ cộng thêm một cái gì đó cho cái kỹ năng Alok. Ví dụ như là những người chơi Alok bây giờ ấy, họ đang bị một cái là đôi khi chúng ta di chuyển nhanh quá, chúng ta sẽ bị nhận nhiều sát thương. Thì có thể là kỹ năng Alok thức tỉnh là khi mà Alok kích hoạt cái vòng sáng thì Alok sẽ được giảm 10% sát thương nhận phải. Đấy, nghe có vẻ hay đúng không? Đấy, giảm 10% sát thương nhận phải. Hoặc là ví dụ như khi mà Alok bật kỹ năng thức tỉnh thì tất cả những người đồng đội xung quanh, kể cả không đứng gần Alok thì cũng sẽ được hồi máu. Đấy, kiểu hồi máu từ xa. Đấy, hồi máu qua wifi anh em. Đấy. Thì đấy cũng là một trong những cái mà mình nghĩ rằng là cái kỹ năng Alok thức tỉnh nó có thể kết hợp được. Đấy, nói chung là cái kỹ năng Alok thức tỉnh này thì nó sẽ là một cái gì đó mà nó sẽ rất đặc biệt. Tại vì đây sẽ là đánh dấu lần đầu tiên mà chúng ta sẽ có đó là một nhân vật có kỹ năng chủ động. Đấy, nhưng mà lại thức tỉnh được. Thì cái việc mà có Alok thức tỉnh này ấy, thì sau này nó sẽ có Chrono thức tỉnh này. Xong rồi có ví dụ như Chrono thức tỉnh ạ. Thì tôi nghĩ rằng Chrono thức tỉnh thì khi mà thức tỉnh thì sẽ đứng ở trong vòng để bắn ra được như ngày xưa. Đấy, tức là bây giờ chưa thức tỉnh thì không bắn được từ bên trong ra, nhưng mà thức tỉnh rồi sẽ bắn được từ bên trong ra, nhưng mà giảm bớt sát thương đi, ví dụ thế. Thế lại càng hay. Đấy, thế nó lại càng hay. Đấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các kỹ năng chủ động thức tỉnh, mà kỹ năng bị động thức tỉnh thì chúng ta thấy là nó cũng đã rất là mạnh rồi. Đấy, thì bây giờ kỹ năng chủ động và thức tỉnh nữa thì tôi phải nói với anh em là hết nước chấm luôn. Và Alok cũng là một trong số 5 nhân vật mà được sử dụng nhiều nhất trong FIFA ấy, thế nên là khi mà Alok mà được thức tỉnh ấy, tôi nghĩ là nó sẽ kéo trở lại một lượng người chơi rất lớn vào Anafify. Nhưng mà cũng có một hướng đi khác dành cho Alok thức tỉnh, đấy là Alok thức tỉnh sẽ được cộng thêm lượng máu. Tức là hồi trước thì Alok là hồi 5 máu một giây, thì bây giờ Alok chuyển hồi có 3 máu một giây thôi. Nhưng mà khi thức tỉnh thì sẽ lại cho quay lại 5 máu một giây, tức là khi mà thức tỉnh thì sẽ bằng với cả Alok khi mà chưa bị giảm sức mạnh ngày trước. Đấy, hợp lý không anh em? Đấy, thì nó cũng là cái mà đáng để cho chúng ta kiểu nâng cấp cái con Alok này lên. Đấy cũng là một số những cái dự đoán của mình, nhưng mà mình thì vẫn
thích là Alok khi mà thức tỉnh ấy thì sẽ cộng thêm sát thương này, hoặc cộng thêm độ chính xác, hoặc là cộng thêm một cái chỉ số gì đó, cộng thêm giảm sát thương, hay là cộng thêm một cái gì đó mà Alok chưa có. Đấy, chứ còn nếu mà bây giờ cộng thêm tốc độ di chuyển chắc là không rồi, tại vì bây giờ Alok vẫn cộng 15% tốc độ di chuyển. Nên là khi mà bật cái kỹ năng Alok lên đã chạy bốc mã rồi. Thế nên là mình nghĩ là sẽ không cộng thêm tốc độ di chuyển đâu. Đấy, và nói chung là cái kỹ năng Alok này là một trong kỹ năng mà đến thời điểm hiện tại vẫn rất nhiều người thích sử dụng, tại vì nó rất là có lợi đấy, vừa chạy nhanh nhá, vừa chạy nhanh lại vừa hồi lại một chút máu đấy, mà nó lại còn tác động lên đồng đội nữa. Đến thời điểm tại vẫn là một kỹ năng rất ngon, và khi mà có kỹ năng thức tỉnh nữa thì đúng là Alok loại bố các loại bố đấy, anh em bố các loại bố luôn, đỉnh của chóp luôn đấy. Thì anh em dự đoán như thế nào, và anh em thử đưa ra dự đoán mình về kỹ năng Alok thức tỉnh nhá. Đấy, anh em cứ dự đoán một cách nó thoải mái đi, và comment ở phía dưới cái video này để tại vì thực ra ấy, mình nghĩ là bây giờ bên Ana Fifi họ cũng chưa chốt về cái chi tiết về cái kỹ năng Alok thức tỉnh đâu. Nên bây giờ chúng ta cứ comment ở phía dưới, biết đâu bên Ana Fifi họ xem video này của tôi, họ đọc được thì họ sẽ đưa vào trong game chính thức thì sao. Đấy, rất là hay. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại cho Ri một like và subscribe. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha. Bye bye.